Tuyết sẽ không cộng một pin chip không email Nguyễn Tiến Dân 7/2/2018 cổ nhân có. Câu, bá gia, bách tính, nghiệm vào thể thao, đúng như vậy, anh thích chơi bóng rổ, chị đam mê bóng chày, mỗi người một vẻ, sở thích chẳng đồng. Chỉ mỗi món đấu vật trên sân vận động hàng chiếu là lòng vả cũng như lòng sung. Ngẫm mà xem, đấy là môn duy nhất mà đàn ông được thi đấu với đàn bà. Đã thế, chẳng trọng chuyện hơn, thua, chung cuộc, dẫu có mệt đến phở dâu chê, thì cả hai phía cũng đều mãn nguyện. Họ nhìn nhau và mỉm cười sung sướng. Giận hờn, thù oán, cứ gọi là quên tiệt. Dân già, tôi cũng thế. Cả cuộc đời, chỉ thích nhon có hai thứ, đó là tình và tiền. Khốn nỗi, bà mụ vụng về, nên đã nặng cho mình đôi chân có hình dạng của hai cái ống giang, đồng thời lơ đễnh gắn nhầm vào đầu gối của mình mấy củ lạc. Sợ như thế chưa đủ, bà khuyến mại thêm cho cái nước da đen xì và mùi mồ hôi, thì thôi rồi, còn chua hơn cả giấm. Hình hài tuy ma chê quỷ hờn, nhưng bù lại mình được trời phú cho cái khoản sát gái. Nói không hoa chứ, sau mỗi cuộc tình mà bỏ vào hũ một hạt vừng, bây giờ mình có hàng vài đấu. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, bởi thế mình có vô số con nhang đệ tử. Trong số đó, mình ấn tượng nặng nề nhất với thằng Mạnh Mượn. Khác với mọi người, ngay từ buổi đầu nó đã bưng đến một mâm vàng có phủ vải điều đỏ để bái sư. Chạm mặt khúm núm thưa lại thầy, con là thằng Mạnh Mượn, trùm du đang của cái xứ này. Nghe danh thầy đã lâu, hôm nay mang chút lễ vật mọn đến cho thầy và xin ăn mày dăm ba thủ đoạn chim gái. Nói đoạn, nó giở khăn trên mâm vàng, một cái sừng tê giác to bằng bắp đùi và vài chục cái vi cá mập đã phơi khô quát. Thấy mình xua tay, nó tưởng mình choáng, liền liến thoáng lại thầy, những thứ này cái thì là đồ cống nạp, cái lại là thứ mà con chấn lột được từ đám đệ tử. Sừng tê thì ở Nam Phi, vi cá thì ở Chile, quý hiếm như thế, nhưng nhà con nhiều nhóc nhách dùng không hết để mốc meo, do đó mới đem đến để biếu thầy. Xin thầy đừng ngại, cảm ơn cái cỗ lòng còn nguyên phân và không lấy gì làm tử tê đó của ông. Thuốc tráng dương bổ thật bằng thảo dược của nước Nam tôi còn nhiều, bởi thế xin từ chối lễ vật của ông. Mạn phép hỏi ông, hình dáng ông giống như con đười ươi, chứng tỏ ông rất khỏe, quyền thế nhà ông khuynh thiên hạ, tiền bạc của ông đè chết người. Tất cả những thứ đó đảm bảo cho ông có được bất cứ cô gái nào, sao phải tìm đến tôi mà học cách chim gái. Ở trong chăn mới biết chăn có giận, không ở hoàn cảnh của con thầy sao biết nỗi khổ của con. Đã đành con ăn lắm tẩm bổ nhiều, khốn nỗi những chất dinh dưỡng kia cứ đi lạc đường, nhẽ ra phải đi lên đầu để con thông minh, đằng này nó cứ chạy xuống háng làm con phát cuồng. Về lý thuyết, nếu muốn con có thể ngủ được với bất cứ cô gái nào, có điều tất cả những người đã qua tay con đều chung nhận xét con là cái thằng cục xúc và vô học, làm cái gì cũng chỉ hùng hục như châu hũ mà. Bởi vậy chẳng ai mặn mà với con, làm tình với chúng chẳng thà ngủ với búp bê tình dục còn hơn. Cái này trái ngược hẳn với thầy, con biết nội công của thầy thâm hậu, thầy có thể nhìn tường, tường đổ, liếc vách, vách siêu. Đứng trước thầy, đến gái tơ cũng chẳng thể cầm lòng, họ bị thôi miên và đổ ầm ầm như chuối gặp bão. Xin thầy đoái thương cho tình cảnh của cái thằng rốt nát này và truyền cho con vài bí kíp của môn phái, con sẽ hậu tạ thầy bằng hàng chục lần như thế này. Làm bạn với vua như chơi đùa với hổ, bạn với ông tôi còn chẳng muốn, ham chi chuyện làm thầy của ông. Nhưng nếu ông đã thực lòng khuyên ông câu này, muốn làm trùm du đãng cũng phải học những thứ lớn lao để quản được lũ lâu la của mình. Tôi có thể dạy ông phép làm người,
chứ cách chim gái, xin lỗi, tôi không dạy. Ngày xưa, Tôn Ngộ Không đi theo và phò trợ Đường Tăng, một lão hòa thượng vô tích sự, tất cả chỉ vì khát khao muốn đổi kiếp con khỉ của mình ra kiếp con người. Nay chúng con theo CS, tất cả phải đi theo quy trình ngược lại của thuyết tiến hóa Darwin, biến con người thành súc vật. Tổ quốc Việt Nam chúng con cũng không tha. Phó chủ tịch nghị viện của chúng con thì khát khao muốn biến nó thành gái làng chơi cho bọn ma cô quốc tế. Việt Nam là cô gái đẹp, tất cả cơ thể chỗ nào cũng đẹp, chúng ta phải lựa chọn bàn tay tinh tú nhất, giỏi nhất để đưa vào. Ngược lại, thể tướng thì mong sẽ phù phép và biến Việt Nam từ một cô gái đẹp trở thành con hổ mới. Xem thế để thấy, thu tính của chúng con đã thành căn quả quá nặng nề rồi. Trình như thầy không thể cải tạo được, đừng làm việc đó vô ích. Và lại, tuy làm súc vật nhưng bọn con vẫn dư sức lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối cái đất nước này và đã đạt được những thành tựu hết sức vĩ đại. Không có sự cai trị tàn bạo của bọn con, vật nước đâu có ngày càng vững mạnh, thế nước đâu có ngày một đi lên, và đội bóng U23 đâu có thể làm nên kỳ tích. Ông có nhớ chuyện Tào Tháo cùng hiến đế đi săn ở ruộng Hứa Điền hay không? Lại thầy, con chỉ là cái thằng tiểu phu thất học, bảo biến rừng nguyên sinh thành đất trống, đồi núi trọc, con làm được và đã làm rất cừ. Chứ bảo con đọc sách thánh hiền quá bằng bắt chó kéo cày, chuyện đó đầu đuôi là như thế nào? Phát hiện ra con hươu đang ở trong gò đất, Tào Tháo mượn cung ngọc tên vàng của vua rồi trương cung, chỉ một mũi tên, con hươu lăn ra chết. Bá quan chạy đến thấy tên vàng, ngỡ vua bắn, bởi thế đều tung hô vạn tuế. Tháo tế ngựa lên trước vua để nhận những lời chúc mừng. Này bá quan, xanh mặt, riêng quan công trợn mắt, ngài định lao lên và cho họ Tào kia một đao. May mà Lưu Bị phát hiện và kịp thời ngăn lại, do vậy còn nguyên tính mạng. Ông xem, rõ ràng Tào Tháo hạ hiêu, thế mà chỉ vì hôn sược nhận công không đúng chỗ và không phù hợp với địa vị của mình nên suýt tự chuốc họa. Còn bây giờ hãy sờ tay lên gáy và tự hỏi xem, từ xưa đến nay các ông đang ở đâu và đã làm được cái đích gì cho đội tuyển U23. Vậy mà chiến thắng rồi, từ lớn tới bé nhung nhúc chui ở đâu ra mà nhiều đến thế, để tranh công muốn đánh bóng bản thân và tô son chát phấn cho cái bộ mặt đã hết sức nhem nhuốc của chế độ hay sao? Ngọ ngoại thế kia chắc là không phục. Nói thật, trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, các ông mới chỉ ở tầm săn bắn và hái lượm, còn lâu mới đạt đến trình độ nuôi trồng. Những vườn ươm tài năng đều không phải do nhà nước của các ông bỏ tiền ra xây dựng và quản lý, há miệng chờ sung. Các ông chỉ biết đợi người khác đào tạo và mang tài năng đến cho mình. Ngay cả khi đã có tài năng rồi, nhưng với bản chất ích kỷ, keo kiệt, bủ xỉn và tầm nhìn thiển cận, các ông đã không mời được những thầy giỏi. Các ông phó mặc những tài năng ấy cho những người không đủ tâm và chưa xứng tầm. Hậu quả như thế nào, chắc không cần nhắc lại với ông nữa. Còn bây giờ, phép màu đã xảy ra. Kể từ khi thầy Park nhập cuộc, lần đầu tiên chúng ta đã giành được ngôi Á quân của châu lục. Chiến thắng của U23 một lần nữa chứng minh rằng đất nước này đang đi vào ngõ cụt và không có lối thoát. Hoàn toàn không phải do dân ta dở, tất cả bởi chúng ta đang chịu sự dẫn dắt và lèo lái của một bọn quá tồi. Muốn đất nước tiến lên, không có cách nào khác, phải thay sạch bọn chúng. Bằng cách nào? Quần chúng rất sáng suốt, hãy trả lại cho họ quyền làm chủ. Lúc đó, họ khắc có cách lựa chọn lãnh đạo và khi đó, phép màu mới có thể xảy ra. Giống như U23 vậy, đã đành những việc trước chúng con không làm được, hoặc có làm thì cũng làm như mèo mửa. Nhưng bọn con đã sửa sai bằng cách huy động cả một hệ thống chính trị hùng hậu lẫn bộ máy tuyên truyền khổng lồ chỉ để đón tiếp và vinh danh các cháu. Như thế
vẫn chưa đủ, hay sao? Các cháu và ban huấn luyện đã nỗ lực hết mình, đã vượt qua chính mình và đã thi đấu trên cả sức của mình để tạo nên kỳ tích. Bởi vậy, hoàn toàn xứng đáng để được tưởng thưởng và vinh danh. Tuy vậy, trong cái cách tưởng thưởng và vinh danh của các ông có rất nhiều điều cần nói. Thứ nhất, tôi kể ông nghe chuyện về đám lính Lê Dương, bọn đánh thuê này. Mỗi khi đi đánh trận về, việc đầu tiên chúng yêu cầu đó là đem gái điếm đến cho chúng giải trí. Ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển U23 đâu có phải là lính Lê Dương. Tại sao các ông lại ra lệnh đem cái đám đàn bà nhố nhăng cộng với mỡ quần áo hở hang ra đón và công khai ngả ngốn với họ? Ngày xưa tôi đã từng quản lý quán karaoke. Nơi đó có rất nhiều tiếp viên. Các cháu đó luôn bị mặc định là tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Tuy vậy, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh chúng dám mặc những bộ quần áo hở hang như thế mà ưỡn ẻo đi ngoài phố. Chúng chỉ dám mặc những bộ trang phục đó mà ngồi, chứ không phải nằm với khách ở trong phòng hát kín đáo. Ngay cả như vậy, nếu đi kiểm tra mà bắt được, các ông cũng hành tôi lên bờ, xuống ruộng. Bây giờ, chính các ông đã cấn đến mức bày ra cái trò mèo mả, gà đồng này giữa ban ngày, ban mặt và có sự chứng kiến của một cựu thứ trưởng của bộ văn, thể, du, suy bụng ta, ra bụng người. Các ông nghĩ, các cháu cũng dâm dật như mình, bởi thế, đem gái già ra dụ. Có lẽ, đó là đặc trưng của cái thứ văn hóa nhà sản, thời mạt, đẹp mặt nhỉ, vinh danh và tưởng thưởng, cái con tiểu. Thứ hai, vinh quy bái tổ, là một thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt. Có điều, chính Hồ Chí Minh, vào ngày 19/9/1954, đã nói trước cán bộ, chiến sĩ của Đại đoàn quân tiên phong, Hùng Vương, là người sáng lập ra nước ta, là tổ tiên của dân tộc ta. Còn ông Hồ của các ông, giỏi lắm, thì cũng chỉ là cha già của cái đảng của ông ta mà thôi. Do vậy, về lý, muốn vinh quy bái tổ, nên đưa các cháu lên Phú Thọ. Cho dù khiên cưỡng, có muốn bái tổ Hồ, thì cũng nên làm việc đó trước thanh thiên, bạch nhật, áo gấm đi đêm, làm gì? Thứ ba, không thèm nói đến cái chuyện bắt cả đội nhịn đói, nhịn khát trong 6-7 tiếng đồng hồ. Chỉ riêng chuyện bắt họ phải nhịn đái, nhịn ỉa trong suốt thời gian đó đã là một hành động hết sức vô nhân tính. Không những thế, xuống xe, lùa ngay họ vào lăng viếng ông Hồ. Hành vi ấy xúc phạm ông Hồ, chứ lại không à. Thử tưởng tượng, đứng trước ông Hồ, cháu nào cũng khệnh khạng, thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa. Trong những loại chuyện như thế này, ông Hồ nhân văn hơn nhiều. Chính nữ dân quân Nguyễn Thị Hằng đã kể với giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh về trường hợp của mình lần đầu tiên ra Hà Nội. Đi đâu cũng có một anh cảnh vệ hay công an đưa đi. Hành trình qua rất nhiều chặng, đến mỗi chặng anh dẫn đường lại bảo cô chờ ở đây, người khác sẽ đưa đi tiếp. Chặng cuối cùng anh dẫn đường nói cô ngồi đây, bác xuống bây giờ. Một lát ông Hồ tới. Ông không vội hỏi han gì về thành tích chiến đấu của Hằng. Câu hỏi đầu tiên của vị chủ tịch nước là cháu có buồn đi tiểu, bác chỉ chỗ cho mà đi. Đi bộ suốt buổi và nhịn tiểu đến căng cứng cả bọng đái, chắc thị Hằng thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu nói này. Qua đó càng thêm kính yêu bác của mình. Bác của Hằng vĩ đại, đâu phải chỉ vì toàn làm những việc đao to búa nhớn. Còn trong trường hợp U23, nếu có quyền, ngay lập tức tôi sẽ cho cái tay Nguyễn Ngọc Thiện về vườn. Tầm thô thiển và vô văn hóa như nó, chỉ xứng làm đại ca của cái bọn đầu trâu mặt ngựa ở các bến xe liên tỉnh. Thứ 4, quen thói nằm ngửa ăn sẵn. Cho nên các ông nghĩ thành công này nếu không từ trên trời rơi xuống thì cũng từ cái sự lãnh đạo hết sức sáng suốt của các ông mà ra. Có một người trong cuộc không nghĩ thế. Ông ta chính là phù thủy Park Hang Seo. Lần đầu đến Việt Nam làm việc, tôi đến dự khán trận đấu giữa AGL và Hà Nội FC. Tôi
Thực sự ấn tượng bởi cơ sở hạ tầng và sự đầu tư cho bóng đá. Tôi ngạc nhiên khi nó đã được thực hiện bài bản từ 11 năm trước. Nếu không có tầm nhìn của những người như Bầu Đức thì khó có kết quả như ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn vì sự hỗ trợ mà Bầu Đức đã làm cho bóng đá Việt Nam. Người Trung Quốc cũng đồng tình với thầy Park. Họ thừa nhận chúng ta đã đi sau Việt Nam, ít nhất trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Chỉ có đôi mắt xanh của những người như Bầu Đức mới phát hiện ra thầy Park, ngay cả khi thầy vẫn đang đi ở ẩn. Chính Bầu Đức đã lặn lội sang Hàn Quốc để tìm và thuyết phục thầy xuống núi. Chính Bầu Đức đã lấy tiền túi của mình ra để đảm bảo lương cho thầy. Ở Bầu Đức, hội đủ cả tâm, tầm, tài, chính. Chỉ có tấm lòng chân thành như của Bầu Đức mới lay động được tâm can của phù thủy. Cuối cùng, Park Hang Seo siêu lòng và theo ông về để dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Các ông giặt một lũ vô ơn. Bởi thế, trong cơn say máu của chiến thắng, các ông và cả bao nhiêu con người của đám cuồng phong đỏ kia đã không một lời nhắc, nói chi đến chuyện tri ân người đàn ông lặng lẽ với nụ cười hiền hậu ấy. Các ông đã gắn huân chương cho thầy Park, nhưng rồi chính thầy Park đã mang theo tấm huân chương ấy lên phố núi để gặp tri âm tri kỷ của mình. Và tôi tin tưởng một cách hết sức chắc chắn rằng nếu không vì giữ thể diện cho các ông, thầy Park đã gắn tấm huân chương ấy lên ngực áo của con người rất rất xứng đáng để nhận nó. Thắng, tranh công, thua, đổ lỗi, đó là bản chất của cái lũ mặt nạ đóm giày CS. Các ông, thứ năm, bóng đá hay bất cứ một môn thể thao nào khác, bản chất của nó chỉ là một cuộc chơi. Trong cuộc chơi này, mạnh chưa chắc đã được, yếu chẳng phải lúc nào cũng thua. Chuyện đó bình thường vì trái bóng tròn và yếu tố may rủi đôi khi lại đóng vai trò quyết định. Thế nên nếu may mắn để chiến thắng, cũng đừng nhận rằng vận nước đang mạnh, thế nước đang lên. Không nói như thế thì sẽ bớt ngượng khi thua. Các ông đã mừng đến phát cuồng, không phải mừng vì đội tuyển U23 chiến thắng. Bằng chứng cái sự vô địch của đội bóng đá nữ Việt Nam nào chỉ có mỗi một lần. Đất nước vẫn cái thằng nghèo đầu, nghèo cổ, ăn dỗ tiền tao ấy. Vẫn con diễn viên hạng bét, nhưng luôn tự coi mình là mẫu nghi thiên hạ ấy. Nhưng thử hỏi, đã có đứa nào trong số chúng tìm đến và chỉ một lần sờ tay, bắt cẳng, thăm hỏi chị em, vô địch rồi, chị em, người vẫn phải đi bán bánh mì, người vẫn phải đi bán nước mía dạo. Ông về hỏi thử những thằng kia, những con kia, xem chúng có biết việc đó hay không. Đám cuồng phong đỏ kia mừng là họ mừng thực sự. Bởi bao đời nay, dưới sự cai trị của các ông, xứ sở này bị thiên hạ chèn ép, cái gì cũng nằm dưới chân họ cả. Nay trèo được lên đầu, lên cổ người ta, cho dù chỉ một lần, cũng đã vội phát cuồng và cho rằng đã thoát được ra khỏi cái kiếp nhược tiểu, đã đắt được cả châu Á dưới chân của mình. Lộng ngôn không thể tưởng tượng, riêng lũ trọc phú và vô văn hóa các ông thì khác. Các ông mừng vì những chàng trai kia vô tình đã mang đến cho các ông một cơ hội bằng vàng, cơ hội